Thử thách đoán quê quán của các TikToker. Sẵn sàng chưa? Get go. Câu hỏi số 1. Mạnh Tiến Khôi quê ở đâu? Quê Choa, Nghệ An. Chính xác. Câu hỏi số 2. Khải Cà Kiệu quê ở đâu? Hà Nội. Chính xác. Câu hỏi số 3. Gia đình NMT Vlog quê ở đâu? Thái Nguyên. Chính xác. Câu hỏi số 4. Huỳnh Như Nguyễn quê ở đâu? Mai Hiền là con gái Mỹ Ngọc là Bạc Liêu. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng. Jenny Huỳnh quê ở đâu? Ủa? Ở đâu? Thử thách đoán quê quán của các TikToker. Sẵn sàng chưa? Let's go. Câu hỏi số 1. Đạt Villa quê ở đâu? Hà Nội. Chính xác. Câu hỏi số 2. Việt Mỹ quê ở đâu? Đà Nẵng. Chính xác. Câu hỏi số 3. Ngọc Mắt Cha quê ở đâu? Hà Tây. Chính xác. Câu hỏi số 4. Bông Tiến quê ở đâu? Bình Thuận. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng. Trang Bi quê ở đâu? Ủa? Ở đâu? Xin xin quay trên này với anh đi. Không. Không. Bỗng quay với anh đi Bỗng. Trên đấy ngại lắm. Không quay đâu, không quay. Giờ sao nè em? Anh thương tâm con nắng mưa dai dầu. Thương em bé con bé nghiêng nghiêng đầu. Thằng trai làm cha gió phương ngoài kia. Đi lên mười lon bỏ con mình. Trời ơi! Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Anh thương tâm con nắng mưa dai dầu. Thương em bé con bé nghiêng nghiêng đầu. Thằng trai làm cha gió phương ngoài kia. Đi lên mười lon bỏ con mình ơn. Con gái như ngọc ngà, dám đi kêu xa, cặp đôi mắt phải điệu đà.